Hải Yến xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tại Lâm Đồng đêm nay ngày mai, ngày 26 tháng 2 năm 2023. Thưa quý vị, trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng rìa phía nam của lưỡi áp cao là lục địa tăng cường. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Cụ thể khu vực phía bắc tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Thời tiết nhìn chung vẫn giữ ổn định như những ngày qua, cả khu vực duy trì khô ráo cả ngày, mức nhiệt cao nhất cũng chỉ ở khoảng 20 độ, đoạn trung bình từ 70 đến 75%. Tiếp theo là khu vực phía đông tỉnh, bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Không khí lạnh dần suy yếu, nhưng thời tiết chủ đạo là nhiều mây, trời nắng gián đoạn nên nhiệt xuống thấp vào đêm và sáng sớm. Tiếp theo là khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Trời nắng ráo, thời tiết thuận lợi cho người dân sinh hoạt và sản xuất, nền nhiệt dễ chịu khi dao động từ 14 đến 28 độ. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm các huyện Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Trời khô hanh, nắng nóng trên diện rộng, độ ẩm xuống thấp khi dao động từ 68 đến 73%. Thưa quý vị, với hình thái thời tiết khô hạn trên diện rộng, thời điểm này bà con cần tiến hành nạo vét ao hồ tích nước, điều tiết lịch tưới hợp lý, đồng thời áp dụng các biện pháp nông cụ hỗ trợ tưới tiết kiệm nhằm bảo vệ và chống khô hạn cho cây trồng. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo là dự báo thời tiết cho các thắng cảnh trên địa bàn tỉnh và các thành phố trong cả nước. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.